Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn hạ version cho cái máy in HP 107W. Đây là cái bo mạch của máy in HP 107W. Đấy, chúng ta nhìn cái firmware version ở đây này, V3.82.01.11. Cái firmware này là cần phải hạ xuống version thấp hơn thì mới chạy được. Reset vĩnh viễn. Thì để chạy được hạ version thì ta phải tháo con tem này ra để xử lý con IC con F-Room 25Q64 này. Đây chính là con này. Đấy. Đầu tiên ta để bo mạch xuống và dùng cái bộ kit. Kit reset để ý cái chân đỏ này. Nó phải hướng về cái cổng USB. Rồi ta kẹp vào con chip. Kẹp vào đây. Sau khi kẹp vào thì ta mở cái phần mềm này lên, chọn vào Auto Detect. Rồi, ta thấy cái con chip của nó là chip Winbound 25Q64. Rồi, chọn chip, chọn chip. Rồi, mình phải không? Rồi, chọn Program. Chọn Yes. Yes. Rồi, ok, đợi cỡ khoảng tầm 5 phút thì sẽ chạy xong. Bây giờ chúng ta đợi nhé. Bắt đầu nhìn ở trên phần mềm nó bao giờ nó chạy cái vạch ở dưới này. Đấy, thì là cái chương trình đang chạy. Đấy, bắt đầu chạy. Quá trình chạy này nó mất cỡ khoảng tầm 5 phút. Chúng ta đợi. Sau khi đợi khoảng tầm 3 đến 5 phút thì cái phần mềm nạp chip này nó sẽ chạy xong. Nó sẽ hiển thị OK thì chúng ta bấm OK và tháo chip ra, tháo bo mạch ra lắp vào máy xong. Đây. Chúng ta nhấn OK. Đấy là hoàn tất quá trình hạ version cho máy in HP 107. Bây giờ chúng ta tháo cái bo mạch này ra. Đấy, tháo kẹp chip ra. Rồi. Lắp cái bo mạch này vào máy và chạy phần mềm reset vĩnh viễn cho máy là xong. Thế là hoàn tất quá trình hạ version và reset vĩnh viễn cho máy in HP 107. Đối với các dòng máy như là HP 107, 107A, 135A, 135W và 137 thì cũng làm tương tự thôi.